Nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Tổng công ty khí Việt Nam PVGA vừa tổ chức chương trình tặng quà, trao xe lăn và trợ dưỡng thường xuyên cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình nhằm hỗ trợ chia sẻ với nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là trong đợt giãn cách xã hội này. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Hội đã trao cho đại diện các quận, huyện, phường để các đơn vị trao lại cho nạn nhân da cam trên địa bàn khoảng 440 xuất quà, bao gồm 350 xuất quà cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, 30 xe lăn, 50 xuất trợ dưỡng thường xuyên và 10 xuất sinh kế được trao trong đợt này. Tổng kinh phí là 450 triệu đồng được Hội vận động từ các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ủng hộ.